vô hình, vô định, cũng như là anh ta băng vào một cách quá sớm với cú hoang tưởng của mình thì anh ta sẽ là mục tiêu tấn công, và nên để dành cái những cái pha lao vào đó dành cho Snowflower với một trận tướng Nautilus, và sau đó follow up theo đến từ Trap, nó sẽ là một cái tiền đề hợp lý hơn dành cho người chơi đi rừng bên phía của Noxy Red Fox trong những pha mà anh ta sử dụng chiêu cuối như vậy. Còn với Flareon thì họ đang khóa lại cho mình set với mẫu hỗ trợ dành cho Delay, cũng thiếu một con tướng có khả năng mở. Hiện tại thì vẫn còn nó cho mình Leona, những quyết định cuối cùng của Delay là chơi một con set để băng thẳng vào tuyến sau đội hình của đối phương với cú hủy diệt đấu trường. Vâng, thật sự là bên phía Noxy Red Fox thì họ đang có một đội hình lên level 6 cực kỳ là khủng khiếp nhá. Nào là vòng xoáy không gian, rồi hoang tưởng, rồi thủy lôi tầm nhiệt nữa. Chắc chắn là sẽ không thể nào thiếu đi cái tên Jerry trong tay của Ghost được rồi. Nó cái nguồn sát thương của người chơi xạ thủ bên phía Noxy sẽ cần được đảm bảo. Còn đối với cả Ferrion, đây là ôi sao lại Garmin thế này, tôi có nhìn nhầm không ta? Phải Henna chứ ta. Garmin tôi đã nhớ là anh ta đẩy xuống bên phía của Challenger rồi, hơi có một chút lỗi hình ảnh, nhưng có lẽ là vào trong trận thì sẽ không sao đâu. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem rằng là Brion hay Nongshim lấy về chiến thắng đầu tiên trong ván thi đấu này. Và chào mừng các bạn giả, chúng ta cùng đến với cuộc đối đầu trận đấu cuối cùng của tuần thi đấu thứ 7 SK mùa hè này, đối đầu giữa Nongshim Red Force và Fred Brion, và chắc chắn phải là Henna rồi, không thể nào là Garmin được. Rất là thú vị cái kèo thi đấu đường trên, một kèo thi đấu mà ở tôi nghĩ là ở bất cứ một cái dạng na nào thì Morgan cũng hoàn toàn có cơ sở để có thể trao đổi ngắn hạn với cả con Gwen bên phía của Kana được. Nếu như mà nó là con na tín nhị là những đòn đánh tay đơn giản mà thôi, còn nếu như là con na khổng lồ thì lao vào combo sau đó nhảy ngược và chuyển ra. Còn nhìn chung là nếu như mà Onin thì sẽ hơi khó. Đây là một tình huống giao tranh ung ti mất rất nhiều mà mất tốc biến khi mà BD tung hoàng sẽ có tham chơi. Còn đường dưới là chiến công đầu thuộc về Delay, người nằm xuống là Snowflower sau một tình huống dùng cùng thú quyền tốc biến tới từ chỗ trợ của Brion, nhưng bây giờ BD tới, Red cũng đang tới. Henna nên giữ tốc biến và anh ta giữ được, nhưng mạng lại dành cho Ghost, và đó tôi tin rằng là một chút lợi thế dành cho Nongshim, và không có bất cứ một cái dấu hiệu nào can thiệp xuống cánh dưới. Điểm hạ gục đã được nhường dành cho Jerry của Ghost, đây cũng sẽ là một cái bắt tôi nghĩ là ổn đến từ bên phía của Nongshim Red Fox. Lượng tiền thì Brion vẫn đang hơn bởi vì họ là những người sở hữu, và lượng farm đến từ các đường của họ đang tương đối ổn so với lại đối phương. Cách biệt ở cánh dưới là một chút dành cho Henna. Cánh trên thì cũng là tương đối đến từ Morgan, nhưng anh ta đang gần như là bắt kịp lượng lính so với lại Kana. Còn ở khu vực đứng giữa là một chút chỉ số lính chênh lệch đến từ Lava, nhưng đây sẽ là pha tấn công. Ngay lập tức Morgan không có gì để chạy nữa cả, và anh ta nhún nhảy hai lần thì vẫn phát sáng phải lấy bảo điểm số với mạng dành cho vị trí của BD. Cái này thì anh Hoàng vừa mới phân tích xong luôn, đó chính là cánh trên của phía Nongshim họ rất là mạnh. Ba chiêu cuối kết hợp lại để có thể tổ chức một tình huống giao tranh đông người rất nhanh chóng đến từ BD, Dread và Kana. Và BD anh ta cực kỳ tự tin, cực kỳ quyết đoán trong pha vừa rồi, tốc biến thẳng lên ngục cổ ngữ vào người con na ở dạng tí nị trong tay của Morgan, cũng kịp thời hóa thành na khổng lồ đó. Nhưng với việc là bạn không có tầm nhìn thì Brion không thể nào có thể cover được cho người chơi đường trên của mình cả, và đó sẽ là một tình huống có mạng dành cho cho Rise của BD vô cùng tuyệt vời. Hai carry của Nongshim đều có được tài nguyên và sẽ là trao đổi mục tiêu trên bản đồ đến từ Nongshim và Brion, và chỉ có thể là gió, công nghệ và phần nào là nước mà thôi. Nếu như là dầu gió thì thực sự là một cái ngày mà tôi nghĩ rằng Brion họ sẽ hơi xui một tí, tại vì đội hình của họ ngoại trừ Henna ra thì cảm giác là không ai ưa thích cái con rồng này cả. Phần nào đó là anti nữa. Ghost anh ta vẫn đang gặp một chút cái vấn đề với khả năng đẩy đường rất tốt đến từ trận tướng CV của Henna, và phần nào đó cái chênh lệch về lính nó đang thể hiện rõ ràng điều đó. Pha tấn công đến từ bên phía của Nongshim Red Fox, nhưng ngay lập tức có phản công, có luôn ông thủy diện đấu trường sau cú trưởng kéo hai người về, và Lava tới hốt luôn một xác, có thể sẽ có double kill nhưng không. Ghost lùi về được với tốc biến và thanh tẩy, và anh ta tạm thời lùi về được vị trí an toàn, mất luôn nỏ tử thủ với một pha quét tia chết chóc phải nói rất ấn tượng đến từ đường giữa bên phía của Fred Beyond. Và đó là sự vượt trội về khả năng côn team. Tôi không rõ rằng là bên phía của Brion ai đây là người côn chính, nhưng một pha dịch chuyển có thể nói là ngay lập tức đến từ người chơi đường giữa của Brion là Lava, kịp thời có mặt cùng một đường dưới. Rõ ràng rồi, nếu như làm được điều đó thì rõ ràng đó sẽ là một pha đổi trác rất lợi thế dành cho bên phía của Fred Brion, nhưng để xem là họ có làm được điều đó hay không khi mà các thành viên bên phía của Nongshim Red Fox đang tiến thẳng ra khu vực hàng rồng gió với nguyên tố ở trong ván đấu này. Và đó sẽ là con rồng thứ ba nếu như bên phía của Fred Brion chạm được nó, và Nongshim chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra một cách dễ dàng. Họ đang tấn công rồng một cách rất triệt để. BD đã có một góc phòng sau, anh ta sử dụng luôn cho mình tình huống wow, đó là sứ giả phản quyết tốt đến từ Amti, và pha trừng phạt thành công khi không có được áp lực trừng phạt đến từ vị trí của Red. Anh ta ở được một khoảng cách tương đối là xa, còn góc này thì sao đây, né thành công tình huống móc vào leo của đối phương, và outplay rất hay đến từ Morgan với cú tốc biến quả tường và hạ sát thành công được vị trí của Snowflower. Ngài lên tiếng và Brion có thêm được một trụ khuyến mãi ở khu vực đường giữa.
bây giờ có một điều mà tôi đang rất là sợ, đó chính là ôi nhưng mà khoan đã, một tình huống Ghost bị tấn công, Thanh Tẩy bị kéo đi rất là nhanh, một tình huống mà Umti đơn giản là lao vào với một cú ủi vai mà thôi. Tôi định nói rằng có một điều mà tôi bây giờ tôi rất là sợ, đó chính là Delay bây giờ anh ta bùng phát tấn lên luôn cho mình găng tay băng hỏa, thì lúc đấy chúng ta biết được rằng là Brion họ đang lợi thế nhiều đến mức độ như thế nào, nhưng khả năng là cũng sẽ còn rất là lâu nữa thì mới có thể làm được điều đó. Và đây là một tình huống mà Umti đang bị tấn công, Umti đang rất đơn độc và Umti sẽ phải nằm lại. Ôi tăng tốc đi, anh ta bỏ chạy được, tôi đã sai rồi Umti ơi. Và đây là lava, anh ta tràn lên tấn công, một gần sắp của Na khổng lồ rồi, Snowflower nằm xuống, một gần bấm đồng hồ, từ đằng sau là Kana tới, Kana tìm được Umti nhưng Kana đang 1-3 bị đẩy vào tường, Delay có quá nhiều giáp, anh ta bấm đồng hồ để chờ Red và B đi tới, nhưng sau đó anh ta mới nằm xuống thôi. Lava, anh ta là Victor nhưng anh ta đứng che chắn quá tốt và Henna bắt đầu lên tiếng. Một con Victor, một con DPS mà đứng che hộ cho AD của mình, thì các bạn biết được rằng là Nông Sim họ đang thiếu sát thương đến mức độ như thế nào. Rõ ràng đó là một pha chắc chắn rất cho các thành viên bên phía của Frappion để nâng tổng số điểm hạng cục lên con số là 6-3 ở thời điểm hiện tại, và lượng tiền đã tăng tiến lên một mức mới, đó là 2.000 vàng dành cho bên phía của Frappion, với một mạng hạ gục dành cho Hena, thêm hai mạng hạ gục nữa dành cho vị trí của Morgan. Hãy nhìn cái lượng đồ đến từ Hena đi, anh ta chuẩn bị có vô cực kiếm ở phút thứ 27. Nông Sim buộc phải tăng tốc độ của bàn đấu này và họ đang muốn thử với con Baron. Sát thương vào Baron của họ là tương đối nhanh với Roy kết hợp với Jerry, nhưng đây là hai carry không còn tốc biến nữa. Eli đang sẵn sàng với tình huống vòng sau, tình huống sứ giả phán quyết không thành công đến từ vị trí của Amity, vẫn đang cố gắng giữ đam Baron đến từ Nông Sim, nhưng họ bắt buộc phải buông bỏ mà thôi. Áp lực quá lớn đến từ bên các thành viên bên phía của Fredon, và thậm chí là Fredon đang muốn có nhiều hơn như thế, họ đang muốn đối phương trả giá nhiều hơn như thế với một pha khép góc ở khu đứng giữa và lựa thế lính để lấy về cái trụ thứ hai dành cho bản thân mình. Tôi nghĩ là Nông Sim họ đang muốn câu kéo Morgan lên, nhưng Morgan anh ta không có dịch chuyển, anh ta quyết định chạy bộ. Nhưng mà cái khoảng thời gian anh ta chạy bộ khi mà anh ta chưa đến nơi thì Brion họ đã làm rất là tốt rồi, họ đã lùa toàn bộ đội hình bên phía Nông Sim Red Force ra với nguồn sát thương họ có, với cái sự tự tin họ có. Và đây là vòng xoay không gian phá hàng Baron, đúng không ta? Đúng là như vậy rồi. Hai mắt tím nó cắm xuống, ôi nhưng mắt tím ở trong kia thì không ai phá à. Brion họ có thông tin, họ đang di chuyển ra, Henna đang đi hơi xa một xíu, Umti anh ta có hạt thông nổ, anh ta sẽ cần phải là người xuống. Red đang mất hơi nhiều máu, Delay và lava đang muốn lao vào, Umti lao vào luôn, trọng điểm là Red, con Baron vẫn còn 2.000 máu, Umti anh ta trừng phạt không thành công, lao động dưới gần Nông Sim Red Force. Bây giờ Henna mới tới, còn mình bên trong này đã có hai mạng trong phía Brion rồi, Henna đang bắt đầu được bắn, khi đi dùng cái tẩy, anh ta đang phải bỏ chạy, anh ta không làm gì được cả, anh ta hạ gục thành công một người đó chính là Delay, anh ta bấm đồng hồ câu giờ, nhưng hết đồng hồ anh ta không còn cơ hội để sống. Và đó là một tình huống 3-2. Nông Sim phản đòn rất tốt với hai điểm hạ gục, và họ giữ được ít nhất là hai bùa lợi Baron và giữ lại thành công Baron dành cho bên phía của Nông Sim Red Fox. Nhưng cái giá phải trả của họ cũng là tương đối đắt, với một con Baron đang là ngưỡng âm tiền dành cho bên phía của Nông Sim Red Fox. Và tôi tin rằng là Fabian với cái sự chênh lệch về mặt sát thương ở thời điểm hiện tại thì họ vẫn sẽ duy trì được thế trận mà thôi. Ba đồ lớn đến từ Hena, mặc dù bên phía bên kia cũng là ba đồ đến từ Ghost, có cảm giác là trong một tình huống giao tranh khi mà Ghost vào tầm bắn, vào tầm có những cái tình huống súng liên thanh thì cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn với cái khả năng trả đam ngược trở lại, và đặc biệt cần phải lưu ý với sức sát thương hiện tại đến từ lava. Với súng điện cao thế thì có thể khăm khóc được, nhưng nếu như anh ta dấn lên cao và bắn, nó sẽ là một cái bão điện từ kết hợp với một tia chết chóc, nó sẽ là rất nhiều máu đến từ Ghost phải bị mất đi, kể cả là anh ta đang có nỏ tử thủ trong bộ trang bị chẳng nữa. Nếu mà nói về cái lý do mà bên phía Nông Sim họ ăn Baron thì có lẽ rằng là họ đang không muốn cho Brion có được cái bộ lợi Baron này mà thôi. Đó sẽ có thể là lý do chính xác và hợp lý nhất ở thời điểm tại, bởi vì nhìn chung là đó một tình huống ăn Baron có phần hơi mạo hiểm đến từ các thành viên của Nông Sim Red Force, và đúng thật là họ đã phải trả giá rồi. Ba điểm hạ gục nằm xuống với bộ lợi Baron, nhưng họ thậm chí còn chả thể đẩy được. Và đây là Umti cùng Lava đang tăng tốc lên, Ghost là người đi cuối cùng, anh ta là khá đơn độc, anh ta bật cho mình chiêu cuối lên, anh ta cố gắng đi về nhưng mà anh ta không kịp làm gì nữa cả, anh ta nằm xuống quá nhanh luôn. Và đây là Brion họ đang tràn lên, nó không ngại bất cứ ai cả, Snowflower dùng cú R của mình để hất tung hai người. Còn bên phía bên kia đây là một tình huống mà Red anh ta lao vào chọn người xạ thủ bên phía của Brion đang tấn công, nhưng hiện nay anh ta có đồng hồ, anh ta vẫn còn sống. Red đang phải bỏ chạy, Delay tiến tới dùng luôn thiêu đốt. Và đây là Morgan cũng đang dí theo, Red bị giữ chân lại, bị làm choáng, khi dồn tất cả mọi thứ vào đầu và Kana là người duy nhất còn sót lại về phía Nông Sim Red Force ở trên bản đồ. Tôi nghĩ rằng ván đấu đã có kết quả rồi. 20 giây đến từ vị trí của Ghost, liệu có đủ để Brion họ endgame hay không? Đây họ vẫn đang rất quyết đoán. Wow, đẩy bật rất khó chịu đến từ vị trí của Hena và nó lấy đi quá nhiều máu của Kana. Đóng cho mình đồng hồ câu giờ, hết đồng hồ anh ta lướt khỏi trường trọng lực của đối phương nhưng bị dính ủi vai và nằm xuống trong thềm trụ bảo vệ chính của đội mình. Nông Sim sẽ mất hai trụ bảo vệ nhà chính trong tình huống này, ít nhất là như vậy. Và liệu họ có khả năng phòng ngự hay không? Đây câu trả lời rõ ràng là không rồi, khi sức sát thương đến từ bên phía của Frappion là quá vượt trội. Sẽ là ván thắng đầu tiên cho cặp trận BO3 dành cho bên phía của Frappion.